có một bạn nói mình quay cái con ngựa sắt này cho mình xem này. Thì giờ đây là mình quay nè nha. Đây con ngựa sắt này mình đang chuẩn bị bắn ra hộp số nữa các bạn. Đây là bắn ra hộp số này. Ở đây là mấy cái cốt này, cốt của quả chơi các bạn. Còn cái chân đó là mình làm từ cái bàn xe có mấy cái cầm á, cắt ra mình làm nha. Đây cái là cái đầu mũi của nó nè. Ở phía cái cắm thì mình làm bằng cái côn dày 12 các bạn. Cắt ra mình uống nha. Đó, thấy không? Mà đặc biệt là con mũi này là thuốc xịt mũi xịt không có chết đâu nha. Đó, giờ xong rồi nha. Okay.